tiếng ở đây ha. Cây đà cây nhông gì đây khá đi dài, đuôi nó dài ha. Nói cho công ty này nó ăn ba cái đồ độc không nữa, cái độc sợ hả? Ôi chạy 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 không phóng xuống dưới, nó không có chạy lên cỏ luôn, thì thích vô đây ai vậy chạy đi ra ngoài rồi cảm thấy rồi đây rồi. Bí mật kín đáo để nghe ai mà làm mấy lần này, cái này kê ra nằm xuống phát ngủ nghe này, đó những cái khe này chừa được đi nữa này, trong cái tường khe này rất là kín đáo, đi vô đây kín đáo, mình đi vô sụp lùm sụp mấy cái khe này nữa này, còn khe rất kín đáo để hãy chui vô đây ngủ được. Đi vệ sinh đi cầu đi ghé đi ấy luôn mà ấy vô đây luôn túi bắp.
thoáng mát nè. Đây là cái lò hơi làm gì đâu, gần xong rồi. Công nó về đích vô nè, công tình nó về đích ở đây rồi, xe năng nó chạy lên cái bậc này nó nâng hàng vô kho, đây hàng vô kho này, tất cả những cái này là xe công nó chở tới ha bạn. Cái phòng keo này là xe công nó chở tới, xe năng nó nhanh nằm vô đây ha. Cái này là cái chỗ mà để xe năng, xe container nó chạy vô đây, container che đứt vô đây, che từ ngoài cổng chạy vô đây, rồi vô đó là xe năng nó sẽ nâng, từ đó nó nâng vô ha. Ca đêm có những anh công nhân là anh chui vô đây, anh mở cái khóa này anh chui vô rồi anh ngủ rồi, chui vô đây ngủ vô trong kho này nó kín đáo rồi. Những cái chỗ như vậy là có những anh công nhân chui vô đây là anh ngủ không ai biết luôn, kín đáo anh quạt lên sạch sẽ và thùng nhiều thùng keo đó bạn, coi mấy anh đi lãnh liệu à, mấy người đi lãnh liệu ở những cái thùng đó là những cái người đi lãnh liệu về bên đó để sản xuất đó bạn. Đó bạn vô đây tối vui, ngoài thì sáng nhưng mà điện thoại thì quay nó tối quá à, nó quay tối thui, mình sẽ quay vào bên kia, cái bên đây là cái kho sinh quản nha, kho sinh quản này có những máy hút cơ, này là sinh quản rồi, giả rồi, thường có mấy em hút cơ hay làm cái này. Tài đóng lại lúc nào cũng khóa lại vậy đó. Đây là cái đường luồn này, cái đường luồn để kiểm kê cán bộ là đi chui đây để đếm những thùng keo này ha, đếm xem là thiếu đủ nè, đó những đường luồn này để những người dán tem cũng có thể vô đây chui vô đây dán được ha, cũng là một thuận lợi để cho những anh mà chui vô đây ngủ được ha, chui vô đây ngủ mà. Đó là cái cửa cuốn rồi, cửa cuốn hạ lên á ha, có hai bên đường luồn á, cái đường luồn này. Rồi ở đây là những cái thùng dày nè, thùng dày này để quay cái zoom lên cho bạn coi. Đây những cái thùng dày mà kho sinh quản để đếm cái này, đếm những cái thùng này thôi, đếm dày bỏ vô đây. Bên đây cũng là bên dán tem này, đó những thường thường có những em hocker ngồi đây làm thế này. Đó.
đồ mình tới đây hết rồi.